Ngày 14 tháng 8, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik nói rằng tập thể phương Tây điếc mù khi nói về các cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk, Nga, theo hãng thông tấn TASS. Ông Mirosnik nói, nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc và mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường. Ông Mirosnik nói rằng Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Nhà ngoại sau này dự đoán rằng các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Ukraine trong thời gian tới. Ông Mirosnik nói thêm, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ mua UAV cho Ukraine. Anh và Latvia cho biết sẽ dẫn đầu liên minh và cung cấp cho Kiev hàng nghìn UAV. Ông Mirosnik cũng cáo buộc phương Tây cố gắng bằng mọi cách có thể để biện minh cho các hành động khủng bố của Ukraine tại Kursk. Theo đại sứ Nga, sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện, phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, ông Mirosnik cũng cho biết Nga đã phổ biến thông tin về tình hình các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk với các nước và các tổ chức quốc tế. Ông Mirosnik cho biết thêm, đầu tiên tất cả dữ liệu được truyền đến các tổ chức quốc tế nơi có các phái đoàn Nga. Thứ hai, thông tin chi tiết được gửi đến các tổ chức nước ngoài của Nga, tức là thông qua các đại sứ quán của chúng tôi đặt tại các quốc gia. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng Nga cố gắng cung cấp thông tin tối đa cho các đối tác để cộng đồng quốc tế có thể đánh giá đúng đắn về những gì đang diễn ra. Ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Sau hơn một tuần chiến đấu, Kiev tuyên bố kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow cho biết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Kiev, khiến đối phương tổn thất hơn 2.300 binh sĩ và hàng trăm thiết giáp. Tuần báo Argumenti i Fakti AIF.RU của Nga ngày 13 tháng 8 đưa tin, Đại úy phi công quân sự Alexander Mikulia, chỉ huy đơn vị không quân trực thuộc đỗ đoàn không quân chiến thuật số 40 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Theo thông tin ban đầu, khi thiệt mạng, Mikulia đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và điều khiển một chiếc MiG-29. Agumenti Ivati cho hay, trong tuần qua, quân đội Nga đã vô hiệu khóa vĩnh viễn hai máy bay chiến đấu của đối phương Ukraine. Đại úy Mikulia là người đã điều khiển một trong hai chiếc máy bay. Theo Agumenti Ivati, có khả năng Mikulia đã tham gia vào cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga, dù thông tin này chưa được xác nhận. Trước đó, theo tạp chí Forbes Mỹ, trên Internet đã bắt đầu xuất hiện các đoạn video ghi lại hình ảnh máy bay chiến đấu Ukraine ném bom vào các mục tiêu ở Kursk. Trang tin tức Nga Sila RF chuyên về các vấn đề quân sự quốc phòng khẳng định Mikulia đã bốc cháy cùng với chiếc máy bay chiến đấu của mình tại Kursk. Cùng ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn Julian Ukraine xác nhận phi công Alexander Mikulia, 27 tuổi, chỉ huy đơn vị không quân Ukraine đã tử trận trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Union cho hay, tin buồn, vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, chúng ta đã mất đi một người bảo vệ và người con trung thành của Ukraine. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đại úy Alexander Mikulia sinh ngày 21 tháng 4 năm 1997, chỉ huy đơn vị không quân Ukraine đã hy sinh. Theo Sila RS, Mikulia được truyền thông Ukraine gọi là bóng ma của Kiev khi có khả năng đối phó hiệu quả với các đợt tấn công của không quân Nga. Viên phi công này được đào tạo tại các nước phương Tây, có thể điều khiển không chỉ các chiến đấu cơ Ukraine mà còn cả tiêm kích NATO. Tình hình tại Kursk vẫn diễn biến phức tạp khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 12 tháng 8 thông báo lực lượng Ukraine đã kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 8 tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã thiệt hại tới 2.030 binh sĩ, 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 179 xe bọc thép, 78 xe cơ giới, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS và 14 hệ thống pháo dã dạ chiến. Theo tờ China ua Ukraine, hiện tại chính quyền Ukraine đang rất lo ngại trước thông tin về một nhân vật đáng cờm sắp được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm để chỉ huy chiến dịch bảo vệ Kurs. Đó là người giữ mệnh danh anh hùng Nga, thư ký hội đồng nhà nước Alexei Diumin. Tin đồn về việc ông Putin bổ nhiệm ông Diomin làm người phụ trách hoạt động chống khủng bố tại Kursk đã được thảo luận trên diễn đàn The Public của Nga từ tối 12 tháng 8, sau khi có thông tin ông Diomin tham dự một cuộc họp với Tổng thống Putin về tình hình Kursk. Tin tức được lan truyền rộng rãi vào sáng ngày 13 tháng 8 trên kênh Telegram Riba của cựu nhân viên phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zvinchuk và World của blogger quân sự nổi tiếng Siamon Pegov. Tờ Moskovskyi Komsomolet MK dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Dilmin sẽ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kursk. Nhiệm vụ chính là phối hợp các hoạt động của quân đội Nga với các cơ quan an ninh và chính quyền địa phương. Theo nguồn tin, ông Dilmin sẽ được treo quyền hạn đặc biệt, mặc dù không phải là thành viên chính thức trong Bộ Tổng tham mưu hoặc Bộ Quốc phòng Nga. Ông sẽ quản lý không chỉ các hoạt động của quân đội mà còn của các cơ quan hành chính và an ninh địa phương. Cũng theo MK, ông Diêu sinh ra tại Kurs và đã có sự thể hiện xuất sắc trong việc lập kế hoạch cho chiến dịch Krum năm 2014. Cũng ngày 13 tháng 8, đài RTVI cho biết họ đã có được xác nhận sơ bộ từ đại biểu Duma Quốc gia Nga đến từ tỉnh Kursk, Nikolai Ivanov rằng ông Alexei Diomin đã được giao phó nhiệm vụ đánh bại lực lượng Ukraine xâm nhập vào Kursk. Theo nguồn tin của tôi đã xác nhận thông tin, ngày hôm qua 12 tháng 8, ông Alexei Genayevich Dilmin đã được mời đến một cuộc họp với Tổng thống Putin và giao phó nhiệm vụ phụ trách hoạt động chống khủng bố. Nhiệm vụ chính của ông là đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập vào Kursk, ông Ivanov cho hay. Theo ông Ivanov, quyết định bổ nhiệm sẽ chính thức được công bố vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm kết thúc trận vòng cung Kursk ngày 23 tháng 8 theo RTVI, ông Ti Umin đang giữ quân hàm thượng tướng và danh hiệu anh hùng Nga trong giai đoạn 2013-2015, ông là chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt, phó tổng cục trưởng tổng cục tham mưu lực lượng vũ trang Nga. Tờ Commerçant Nga năm 2016 tiết lộ rằng, dưới sự chỉ huy của ông Diomin, cuộc di tản khẩn cấp của cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych đến Nga đã được thực hiện vào đêm 23 tháng 2 năm 2014. Năm 2015, ông Diomin được thăng chức thành phó tư lệnh thứ nhất kiêm tham mưu trưởng lục quân Nga. Cuối năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và giữ vị trí này tới ngày 2 tháng 2 năm 2016. Từ tháng 2 năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Diomin làm quyền thống đốc vùng Tula. Ông trở thành thống đốc chính thức sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trực tiếp diễn ra cùng năm này, sau đó tiếp tục tái đắc cử vào năm 2021. Tới tháng 5 năm 2024, ông Diumin được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng nhà nước Nga. Tờ The Moscow Times loan tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu viện sĩ Alexei Diumin giám sát chiến dịch quân sự đối phó cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Điện Kremlin chưa xác nhận thông tin này. Hạ nghị sĩ Nga Nikolai Ivanov nói với mạng truyền hình RTVI hôm 13 tháng 8, nguồn tin của tôi trước đó đã xác nhận thông tin này. Thật vậy, ông Diumin đã được mời đến gặp Tổng thống Vladimir Putin hôm qua và được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động chống khủng bố. Nhiệm vụ chính là đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine xâm phạm lãnh thổ thuộc khu vực Kursk. Ông Diomin là thành viên duy nhất không thuộc nội các và không liên quan quân đội hoặc các cơ quan an ninh mà lại có mặt tại cuộc họp trên truyền hình với ông Putin hôm 12 tháng 8 theo The Moscow Times. Trong cuộc họp đó, tập trung vào cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk thuộc Nga, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội đánh bật lực lượng Ukraina khỏi lãnh thổ Nga. Sau đó, một kênh Telegram loan tin có thông tin nội bộ cho hay, ông Putin đã chỉ đạo ông Diomin phối hợp tất cả các cơ quan đang hoạt động ở khu vực Kursk Moscow đã triển khai các hoạt động chống khủng bố tại các tỉnh biên giới Kurs, Brian và Belgorod hôm 8 tháng 8, trao cho quân đội các quyền khẩn cấp toàn diện. Theo kênh Telegram Polisatika ủng hộ Điện Kremlin, kinh nghiệm quân sự của ông Diumin, đặc biệt là kể từ khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, có thể rất quan trọng trong việc phối hợp những nỗ lực phòng thủ. Còn theo Riba, một kênh ủng hộ chiến tranh nổi tiếng do cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga điều hành, việc bổ nhiệm ông Diumin được cho là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin không hài lòng với các nhà lãnh đạo quân sự và an ninh, theo The Moscow Times. Riba bình luận thêm, vai trò của ông Diumin là kiểm soát hoàn toàn tình hình, chấm dứt các nỗ lực hời hợt và bắt đầu giải quyết trực tiếp cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, kênh điều tra độc lập Agencevo ngày 13 tháng 8 loan tin một số blogger quân sự đã sửa đổi hoặc xóa các bài đăng về thông tin ông Diumin được bổ nhiệm như trên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo từ điện Kremlin về thông tin ông Diumin được giao nhiệm vụ mới. Ati Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đã phát biểu về các chỉ huy và người tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine AFU tấn công vào vùng Kurs của Nga. Alaudinov phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, Bộ Tư lệnh NATO chắc chắn đã tham gia vào quá trình phát triển hoạt động này. Họ đã tham gia vào việc tổ chức nó. Tôi tin rằng các tướng lĩnh Mỹ đã chỉ đạo hoạt động này và cuối cùng tất cả họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo vị tướng của quân đội Nga, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào hoạt động này. Các chuyên gia từ lực lượng vũ trang của các nước phương Tây có thể tham gia vào cuộc tấn công. Alaudinov Al trước đó đã nói rằng lính đánh thuê Pháp và Ba Lan đã tham gia vào hoạt động xâm lược vùng Kursk của Nga. Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson đã nói rằng quyết định xâm lược vùng Kursk của Nga của Ukraine sẽ làm kiệt quệ quân đội Ukraine. Ukraine đã thua rồi, họ vẫn chưa ngừng chiến đấu, mặc dù khả năng tham gia các hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine đang giảm dần mỗi ngày, Larry Johnson cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, AFU đã mất khoảng 2.000 quân nhân và 140 xe bọc thép trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm lược vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày 9 tháng 8, một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra tại các vùng Kursk, Bryan và Benkoros của Nga. Ủy ban chống khủng bố quốc gia giải thích quyết định này là do Kiev đã thực hiện một nỗ lực chưa từng có nhằm làm mất ổn định tình hình ở một số vùng của Nga. Một tuần sau khi Ukraina phát động cuộc tấn công xuyên qua biên giới phía nam của Nga ngày 6 tháng 8, tất cả những gì còn lại của một đồn biên phòng Nga là tấm kim loại bay phấp phới trong gió, tờ khai hải quan bay tứ tung và một biển báo trên đường có dòng chữ Nga. Bụi tung lên, xe bọc thép của Ukraina ầm ầm chạy qua không bị cản trở, theo tờ New York Times, đây là cuộc tấn công qua biên giới vào Nga lớn nhất kể từ thế chiến 2. Tại biên giới, những hộp đạn kêu len keng dưới chân, áo giáp bị vứt bỏ trên đường, dấu hiệu mà tờ New York Times cho là bộc lộ sự bất ngờ của những người lính Nga. Đồn biên phòng hiện đã bị phá hủy, mặc dù có một vài ụ súng nhưng rõ ràng là không được chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng xe tăng và pháo binh. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ mô tả lực lượng Nga là được tập hợp vội vàng và không chuẩn bị tốt cho một phản ứng phối hợp. Ukraine đã tiến hành việc chuẩn bị một cách bí mật. Những tàn lá dày đặc trong rừng sồi và rừng thích đã che giấu vũ khí hạng nặng của Kiev. Các cuộc tập trận giả đã ngụy trang cho các cuộc di chuyển của quân đội. Những người lính đã tàn ra, ngủ trong những ngôi nhà bỏ khoang ở các ngôi làng. Theo một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine, ngay cả các sĩ quan cấp cao cũng chỉ đến phút cuối mới được thông báo về cuộc tấn công. Vị phó chỉ huy đã triệu tập các sĩ quan cấp dưới đến một cuộc họp trong rừng để thông báo kế hoạch. Việc này diễn ra chỉ 3 ngày trước cuộc tấn công, các lính cấp dưới chỉ biết được một ngày trước đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông thường xuyên được báo cáo về tình hình ở tỉnh Kursk. Phát biểu của ông được Nhà Trắng trích dẫn. Ông Biden nói, Tôi thường xuyên nói chuyện với nhân viên của mình có lẽ là 4-5 giờ một lần trong 6-8 ngày qua. Việc này đang tạo ra cho Putin tình thế thật sự là tiền thoái lưỡng nan. Chúng tôi liên lạc trực tiếp và thường xuyên với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi nói trong khi tình hình đang trong giai đoạn cao trào. Cho đến hôm nay, ông Biden vẫn từ chối phát biểu công khai về vụ tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Nhà trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt phát lờ yêu cầu của Sputnik đề nghị bình luận về thông tin từ truyền thông Mỹ. Theo đó, chính quyền Mỹ đã ban phước cho chế độ Kiev tiến hành chiến dịch này. Trước đó, ngày 13 tháng 8, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine đang xem xét một số phương án cho một cuộc tấn công bất ngờ vào Nga sau khi nhận được sự ban phước của lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu cho cuộc xâm lược lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR đã yêu cầu Moscow cho tiếp cận khu vực Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về hành vi xâm phạm của quân đội Ukraine. Cao ủy Nhân quyền Nga Tatiana Moskankova đã kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án chủ nghĩa khủng bố của Ukraine và thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm nhân quyền. Người phát ngôn của OHCHR, Ravina Samdasani ngày 13 tháng 8 cho biết, chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin về tình hình ở khu vực Kursk, nhưng nếu không được tiếp cận thì rất khó khăn. Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận Nga để có thể có thêm thông tin. OHCHR thừa nhận rằng ít nhất 4 thường dân Nga đã thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Ukraine. Theo quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, ít nhất 12 dân thường Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Ông cũng cho biết thêm 120.000 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới. Nghị sĩ Nga Alexei Chepa, phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, phát biểu với giới truyền thông ngày 13 tháng 8 rằng Moscow có xu hướng chấp nhận yêu cầu tiếp cận của Liên Hợp Quốc. Chepa nói với hãng tin Lenta.ru, nếu không có hành động khiêu khích nào ở đây và các ủy viên Liên Hợp Quốc sẽ khách quan về thông tin họ có thể có được ở đó thì rõ ràng là có. Họ có thể thấy sự tàn phá đã diễn ra và đưa ra kết luận phù hợp. Các thành phần của sáu lữ đoàn Ukraine đã xâm chiếm vùng Kursk vào sáng ngày 6 tháng 8, chiến giữ một số làng biên giới. Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phát động chiến dịch chống khủng bố tại khu vực giáp danh với Sumy của Ukraine. Quân đội Ukraine được các phương tiện truyền thông phương Tây phỏng vấn đã thừa nhận rằng mục tiêu của cuộc xâm lược là chiếm một số lãnh thổ có thể được trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra và để giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass. Kể từ đó, Moscow đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev trong khi quân đội Nga đã đẩy nhanh tiến độ của họ.